Việc các tài khoản Facebook hay các mạng xã hội nổi tiếng bị các hacker lấy làm mục tiêu tấn công không còn xa lạ gì nữa. Các cầu thủ và người nổi tiếng phải bỏ ra rất nhiều tiền để bảo mật cho các tài khoản của mình, như là xin tích xanh để xác nhận chính chủ hay là bảo mật hai lớp. Có thể kể đến một số cái tên như là Hoa hậu Đặng Thu Thảo, hacker Khả Ngân, ca sĩ Đại Nhân Đức Phúc, hay trước đó là Phạm Hương, Lan Khuê. Mới đây nhất vào sáng 23 tháng 6, mạng xã hội dậy sóng khi tài khoản Facebook chính chủ của tiền đạo Quang Hải bất ngờ bị hacker tấn công. Hacker này còn tung hết tất cả lên tường cầu thủ Quang Hải những đoạn chat inbox nhạy cảm của cầu thủ này với một người bạn tên Quy. Câu chuyện xoay quanh việc cầu thủ Quang Hải muốn tán tỉnh những hot girl, người đẹp mà cầu thủ sinh năm 1997 này nhắm đến. Trước khi đoạn chat này được công bố, Quang Hải cũng đã gặp rắc rối trong chuyện tình cảm khi bị phát hiện vẫn hẹn hò với người yêu cũ Nhật Lê, dù đang công khai tình cảm cùng người yêu thời điểm hiện tại là Quỳnh Anh. Thậm chí, cầu thủ người Đông Anh còn bị tố tặng hoa giống nhau và đưa đi ăn cùng một địa điểm với nhiều cô gái khác nhau. Ngay khi những tin nhắn nhạy cảm của Quang Hải bị lộ, Quỳnh Anh đã hủy trạng thái hẹn hò trên trang cá nhân của mình. Được biết, đây là tài khoản chính thức và duy nhất của Quang Hải, đã được Facebook đánh dấu tích xanh. Sau khi hack được tài khoản của Quang Hải, hacker này tự thừa nhận rằng mình vào chơi tí thôi chứ không lấy Facebook luôn đâu, vẫn có thể lấy lại Facebook bằng số điện thoại hoặc mail. Hiện Quang Hải đã lấy lại được Facebook và đã lên tiếng chia sẻ về sự cố vừa qua. Sáng nay, Facebook cá nhân của Hải đã gặp vấn đề. Hải đã làm việc với những cơ quan có thẩm quyền để giải quyết sự việc này. Hành vi sử dụng trái phép và phát tán những điều riêng tư của người khác lên mạng là một hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền cá nhân và pháp luật. Qua rắc rối trên, Hải cũng mong các bạn nên cẩn thận hơn với những điều tưởng như là của riêng tư chúng ta, cũng như cùng nhau lên án những hành động đi ngược lại với pháp luật. Cảm ơn những sự tư vấn cũng như sự cảm thông của các bạn đã dành cho Hải. Mặc dù vậy, hacker cũng đe dọa sẽ bóc phốt Quang Hải, và ngay sau đó đã để lộ một clip quay các cuộc nói chuyện riêng tư của tiền vệ câu lạc bộ Hà Nội qua Messenger với một người quen. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó. Việc Quang Hải bị hack Facebook cá nhân đã trở thành sự kiện được quan tâm nhất trong ngày 23 tháng 6. Lăng át mọi thông tin về bóng đá, dù đây đang là ngày diễn ra trận cầu đỉnh của vòng 6 V-League 2020 giữa đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An và Á quân V-League câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ riêng Quang Hải, mà những ngôi sao bóng đá nói riêng và những người nổi tiếng nói chung đều không mong muốn như vậy. Nhưng rất ít người trong số họ được tội nguyện. Bởi đơn giản, việc bị soi mói cuộc sống riêng tư chính là mặt trái của vinh quang mà những nhân vật của công chúng phải đối mặt. Cách đây hơn 3 năm, trả lời cho một chương trình cà phê sáng của VTV3 về những việc scandal mà mình không mong muốn xảy ra, ca sĩ Sơn Tùng MTP đã có những chia sẻ như sau. Cảm giác đó là một cảm giác rất khó chịu ở thời gian đầu. Tại sao tên mình lại xuất hiện ở đó, trong bài báo đó, lại ở phần tít? Họ không hiểu rõ về mình và để lại trong đầu họ hình ảnh không được đẹp về mình. Vậy phải chăng cứ phải là cầu thủ nổi tiếng thì sẽ không được cuộc sống cá nhân bình thường, sẽ bị soi mói, thậm chí là thường xuyên đối mặt với nguy cơ xảy ra sự cố trên mạng xã hội. Chỉ sau một đêm, điều không thể đăng nhập. Thời điểm bị hack Facebook là ngày 27 tháng 10 năm 2018. Quang Đại vẫn đang ở New Zealand và rất bất ngờ với sự việc này. Theo chia sẻ, bình thường Quang Đại cài hai lớp bảo mật. Tuy nhiên, do đang ở nước ngoài, nhất là tại khu vực mắc sóng nên không thể kiểm soát được tài khoản Facebook cá nhân. Đến lúc mở ra thì phát hiện mail thông báo Facebook đã bị hack. Phía hacker chưa có bất cứ động thái gì để đòi tiền chuộc hay ra giá. Phía Quang Đại đã liên hệ nhờ chuyên gia trong ngành IT trợ giúp lấy lại tài khoản. Sau khi chiếm được Facebook người nổi tiếng, nhiều hacker còn liên hệ với chủ tài khoản để ra yêu sách. Khả Ngân còn bị yêu cầu chuộc lại tài khoản với giá 25 triệu đồng, Đức Phúc là 50 triệu đồng. Diễn viên Quỳnh Thư cũng bị đòi trả 10 triệu đồng để lấy lại trang cá nhân nhưng cô không đồng ý. Sau nhiều lần bị hack, Khả Ngân lấy lại được trang cá nhân nhưng bị kẻ gian đổi tên tài khoản, còn fanpage vẫn đang chờ Facebook hỗ trợ để lấy lại. Trước đó, người đẹp Lan Khuê cũng bị đánh cắp tài khoản liên tiếp 4 lần trong vòng 1 tháng. Hacker không đòi tiền nhưng đề nghị cô livestream để xin lỗi vì có thái độ không tốt với mình. Cho rằng đây là yêu cầu vô lý, phía Lan Khuê kiên quyết từ chối, hacker đã xóa hết các post cũ từ trước đến nay của người đẹp. Ca sĩ trẻ Zeki lại bị chiếm quyền trang cá nhân một cách khác. Kẻ gian đã lập một tài khoản giả mạo với thông tin, hình ảnh của anh. Tài khoản này kết bạn với nhiều bạn bè của Zeki, sau đó báo cáo với Facebook đây mới là trang chính chủ. Hành vi này khiến trang cá nhân của ca sĩ bị khóa. Không chỉ những người nổi tiếng mà các tài khoản Facebook của các nhà báo, những shop bán hàng online hay những đơn vị kinh doanh có lượt follower lớn đều bị giới hacker để ý.
Trong vòng cuối năm 2018, trong 24 giờ khảo sát, đã có rất nhiều tài khoản Facebook đồng loạt tố cáo bị hacker chiếm đoạt. Nhiều người còn hõm hỉnh, phải chăng đây là mùa hack Facebook? Với thủ đoạn tinh vi, sau khi chiếm đoạt, chúng thường đòi tiền chuộc lên tới vài chục triệu, hoặc không sẽ rao bán các tài khoản Facebook này lên giới chợ đen. Giới hacker có hai mục tiêu khi âm mưu chiếm đoạt tài khoản Facebook. Hoặc chúng thương lượng với một mức giá mà số tiền đưa ra sẽ tỷ lệ thuận với độ hot của các tài khoản bị hack. Facebook càng hot, càng nhiều lượt follow, nhiều friend, càng dễ trở thành miếng mồi ngon, mức giá cũng vô cùng dao động từ 5 đến 30 triệu đồng. Theo chia sẻ của nhiều nạn nhân trước đó, việc liên hệ Facebook để được hỗ trợ giải quyết gần như vô vọng. Facebook khó lòng phân biệt ai là nạn nhân, ai là hacker để trả tài khoản về cho chính chủ. Nhiều người dùng phổ thông vẫn khá lạc quan vì cho rằng mình ít lọt vào tầm ngắm của giới hacker. Nhưng trong nhiều trường hợp dở khóc dở cười, hacker vẫn có thể tấn công những người mà chúng mong muốn. Hầu như những con mồi được đưa vào tầm ngắm đều coi Facebook là một công cụ rất quan trọng với công việc và cuộc sống. Tiếp đến là những tài khoản xem Facebook là công cụ kiếm ăn, chủ yếu là bán hàng online với lượng tương tác khá khủng. Và thường thì họ đều không quan tâm lắm tới vấn đề bảo mật cho tới khi bị hack. Facebook là nơi chúng ta thỏa sức thể hiện cảm xúc riêng tư và những cuộc trò chuyện bí mật không muốn ai biết. Vì thế, những người dùng Facebook hãy cẩn thận và bảo mật tài khoản của mình nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và nhớ nhấn nút like cũng như đăng ký để ủng hộ kênh nhé!